Chào cả nhà mình nha. Chiều nay Toàn xin phép quay cho anh em mình một cây hải châu. Cây này dáng vân nhân nha anh em ha. Toàn có bể kẽm nước cơ bản như thế này. Đó, nó là một cái phôi tông thẳng, cao tầm khoảng là 70cm nha anh em ha. Cao 70cm. Thì có nghĩa là đo từ dưới lên nè, một gang tay của Toàn nè, hai gang tay nè, ba gang tay nè, lên ngọn anh em thấy không? Là tầm khoảng ba gang tay. Thì 70cm, tính cả gốc còn nữa là 70cm. Ở dưới này bộ đế rất là ok nha anh em ha. Bộ đế và có một cái chi tử như này, chi tử con như này. Anh em mình nuôi chi tử này, anh em mình lót theo cái mẹ nó rất là hay nha. Đây, đế này quay cho anh em mình xem cái đế trước nha. Đó, anh em mình thấy đế đẹp không? Đó, đế rất là nhìn rất là dữ, rất là đẹp nha. Đó, nó lót qua nó trải vào đây có một cái chi con này, nhìn rất là hay luôn ha. Đó, đế nha ha. Cây khai thác núi nha anh em ha, rừng Bình Định lá nhỏ nha, anh em yên tâm nha. Lá này là lá nhỏ nha, lá nhỏ dài rí nha. Đó, khi anh em mình riết thì nó nhỏ như lá me đấy. Đó, anh em mình chịu khó riết nó như lá me thế này, rất là đẹp nha. Đó, như lá me thôi nha. Đó, cây này Toàn cắt giật biết bao nhiêu lần rồi nó nổi cái u lên anh em tham. Để bể được một cái cù cho đây, rồi mới bể tiếp cái cù đây. Đó, rồi mới rớt cái tàn này đưa lên xuống. Đó. Anh em mình nhìn cái mặt nào cũng rất là chuyên nha, mặt đây cũng vậy nha. Rồi mặt kia cũng vậy. Đó, Toàn lấy cái mặt này Toàn làm mặt tiền. Chi này chi tử rất là hay nha. Có chi tử này tự nhiên làm cái cây nó sẽ duyên lên. Đó. Một cái lát qua đây là một cái thằng rớt như thế này, cành xương đây. Vì anh em mình nuôi thêm cành xương nha. Đó. Nuôi cứ mỗi một cái chỗ co anh em mình làm một bánh này. Một bánh, hai bánh, ba bánh, bốn bánh thì nó dày cái bộ xương này ra là sẽ đẹp thôi. Đó. Cây khai thác núi cho nên anh em yên tâm là nó sẽ cho trái nha. Cho trái cho bông bình thường nha. Đây, cành này cành rớt lót ra hai nải này. Cũng đủ xương này, một xương này. Đó, hai xương này, đó, ba xương này, anh em thấy không? Nuôi cành xương ra sẽ đẹp nhá. Đây anh em mình lót lại này, lót qua đây lát lại này, anh em thấy không? Nhìn cành xương rất là hay nhá. Rồi giật lên đây thì Toàn bỏ chi này, Toàn làm thằng này rớt xuống. Thì sau cái chỗ này anh em mình có nuôi được cành nào thì giật cái chỗ đây lên làm ngọn nha. Nó sẽ nứt lên thôi nha. Còn không thì khỏi cần làm ngọn nữa. Ở đây anh em mình nuôi xương chơi được rồi. Đó, một tàn, hai tàn mình nó rớt cái tàn dài lại này. Đó, anh em mình thấy cành xương rất là đẹp nha. Nuôi xương ra nha anh em á, nuôi xương mình lót kiểu như thế này nè, như xương cá này, cứ lắc ra nè. Đó, mình lắc ra, lắc ra, lắc ra nha. Cây rất là hay nha, cây này nuôi cắt giật rất là lâu rồi nha anh em ha. Này, bao nhiêu lần cắt, bao nhiêu cái u nó nổ lên nè. Bao nhiêu lần tha keo nó nổ lên xù lên nè ha. Đó, nổ xù lên nha. Đó. Cái chỗ này nó liếc còn kẽm anh em thấy không? Đó, nhưng chưa sao nha, Toàn đi còn kẽm mới lại rồi, không có gì nha, sợ nha. Còn cái góc chỗ đây thì nếu mà thân chỗ đây á, trên ngọn này nè, đó là ngang ngón tay cái này, càng xuống thì nó càng to dần lên nha, to dần lên nha. Chỗ đây thì cỡ như ngón chân cái nha, cỡ sát dưới này này, cỡ như ngón chân cái. Đấy, cây thì nó không phải là nó thẳng lắm đâu, nó cũng có lát nhẹ nhẹ nè anh em thấy không, nó lát nhẹ nhẹ lát lên không, có những cái độ co dựa co lát này không. Mình quay từ dưới quay lên cho anh em mình xem nhé. Những cái cây vân nhân thường thì mình để cái nền phía sau nó trống thì mình nhìn cái cây nó rất là duyên nha. Cái nền phía sau nó trống đó. Không nghĩa là Toàn quay từ dưới quay lên cao cái nền, mà cái nền trời á rất ok nha. Còn xây cái mặt kia cho anh em mình xem luôn nha. Mặt nào cũng ok nha. Không có mặt nào xấu cả nha anh em ha. Đó, có cái chi tử dưới nè, anh em nhìn thấy không? Cây rất hay nha. Dáng vân nhân nha anh em. Hải châu lá nhỏ, rừng Bình Định nha. Đó, dòng này anh em mình riết nó sẽ rí. Nuôi thì nó rí lá kiểu vậy. Nuôi càng lâu thì lá nó sẽ rí như thế này. Đó, lá Bình Định như vậy đó. Đó, nha anh em ha. Lúc lên đọt non, nó rí rất là đẹp nha. Đó, cái đây đọt đỏ, anh kia đọt gì nó chưa ra đọt nên Toàn cũng biết thì cắt giật liên tục rồi. Về nuôi nó ra đọt thì sẽ biết nó đọt gì. Nha anh em ha, được coi đọt gì. Không, đọt này không có đỏ nha, đọt này đọt hồng. Đọt hồng nha anh em ha. Đó, anh em nào chốt cái này inbox Toàn nha. Này mỗi ngày mình quay một cây thôi. Anh em mình dễ chốt. Chốt hết rồi quay cái khác. Tại mùa này nó cũng hết hoa trái rồi nha anh em ha. Hết hoa trái nên anh em nhiều khi anh em cũng không thích. Anh em nào Toàn quay ra, anh em nào thích cái dáng thì anh em mình lấy cái dáng đó. Đó, mùa này nó bắt đầu phúng đọt lên rất là đẹp này. Cái lá này giống cái lá của cây vừa rồi, giống lá của cây vân nhân vừa rồi nha anh em ha. Này, lá đọt hồng hồng vậy thôi chứ không có đỏ. Đó, lên đọt này.
lá nhỏ nha. Cây này cây giống bay quanh nhân. Đó, bộ tàn lắc ra. Lắc đang ra đọt non lại hết này, rất là đẹp. Đó, cây này cũng rất là hay nha anh em. Bay rất là đẹp luôn, bay củ đế. Cái này to hơn cái kia. Bay lên lắc nè, không? Rất là hay luôn. Cái này đẹp hơn. Cái này to cao hơn, cái kia nó thấp hơn. Đó, anh em nào chốt thì inbox toàn nha. Bên đây thì vườn cũng gần hết cây. Chưa đi núi là em, năm nay không có đi núi. Rất đi núi. Còn cái vườn anh em toàn hay quay cái vườn ở trên nhà đấy, nhà của ba mẹ trên nữa nha. Toàn hai ba vườn lận, vườn của nhà trên ba mẹ trên là mấy cái cây thành phẩm. Hoặc là một số cái phôi lùng lực rồi và một số cái phôi chân rễ thì năm sơ mới giao lưu được. Tại nó chưa được sống khỏe nha. À, anh em nào có vừa rồi toàn có chiếc cành một mớ cái dòng lá mà lá cánh sen sen tròn rí nha anh em ha. Đây này. Anh em nào thích những dòng này nó ra cây nó ra đọt non lá rí 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 và nó lên búp á. Lá tròn này, ra cánh sen này. Đó, nó lên búp anh em hay gọi là búp sen á. Toàn thì không có nói búp sen là gì, nó như cánh sen lá tròn ra trái tròn. Trái đẹp, lá đẹp nha anh em ha. Dạng này toàn còn khoảng 10. Bữa trước chiếc 20 cây để bán được mớ rồi. Còn tầm khoảng chắc còn tầm khoảng chục cây nữa. Anh em là chốt thì bóc chục cây. Giờ toàn coi đây. Đó, dạng lá nó như thế này nè. Lá nó này. Nó lên đọt non rất là đẹp. Toàn bộ cái lá nó đều nó có kẽ trái tim với lại nó thách nó dễ thách bốc lắm. Dòng này toàn dâm cành này, đó, anh em coi ha. Về anh em mình làm giống này. 50 nghìn một cây, anh em chốt thì bóc toàn nha. Đó, kiểu nó lên đọt non anh em mình nhìn bốc 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 bốc. Lúc đọt già cũng vậy, đọt già nó có cánh sen hết nha. Còn đọt non nó này. Nó lên bốc này, anh em thấy đọt non lên bốc không? Đó, bốc á, bây giờ bốc này. Bốc trái tim hết nha. Đó, chiếc cành này. Nó ra rễ phía dưới trắng bóc ha. Phải rễ mạnh cho anh em. Cây rất là mạnh nha. Cây này toàn chiếc cành. Nó lên búp. Mà búp này lá xanh non mơn mởn đẹp nha. Chứ không phải búp mà vàng ú như mấy cái loại kia đâu nha. Anh em yên tâm nha. Toàn đã chọn giống nó đẹp rồi nha. Đó, anh em là chốt inbox toàn nha. Toàn quay lại cái cây văn nhân cho anh em mình xem một lần nữa rồi. Toàn xin phép xuống video luôn. Cây bên nhân nha, quay lại cho anh em mình xem nha. Đó, đế rễ đẹp nha, cây già nha, lắc duyên dáng đàng hoàng, lắc có những con lắc đó, lắc đàng hoàng chứ không có thẳng đơ đâu. Đó, đế vip nha, có chi tử này mình sẽ làm nó lắc nhứng như cái mẹ thì nó sẽ đẹp nha. Đó, xây cho cái mặt sơ cho anh em mình xem cái mặt lừa. Đây, cái mặt đây. Trước sơ gì thì anh em mình. Bao đẹp cho anh em nha. Đó. Cái này về năm sơ ra nuôi cành xương ra trái ra hoa thì bao đẹp luôn. Cái này toàn xin phép giao lưu cho anh em mình là 550.000 nha. Toàn bao ship xuất của toàn quốc cho anh em mình luôn. Anh em nào chốt thì bóc toàn nha. 550.000 bao ship xuất của toàn quốc. Anh em nào chốt mà nhanh gọn không ngại giá thì toàn sẽ tặng cho anh em bộ hũ kích rễ nha. Bộ hũ kích rễ trị giá 35.000 nha anh em ha. Kích rễ nhà toàn thì nhiều anh em biết rồi, nhiều anh em dùng rồi. Cho sắp tới toàn sẽ ra thị trường một cái loại phân. Phân này gọi là phân nhập khẩu nha anh em. Phân nhập khẩu nó dạng viên nén màu đen á. Nó là kết hợp 6:1 chuyên dành cho bonsai. Đó, gồm có acid fulvic rồi acid nói chung là những cái humic nè, rồi đạm cá nè, rất là nhiều cái phần dinh dưỡng dành cho cây. Nói chung là nó gọi là 6:1. Hiện tại anh em trên thị trường bán rất là nhiều.
hàng này hàng nhập khẩu nhé. Toàn sẽ chiết ra và toàn bán lẻ cho anh em, những anh em nào thích mua cây toàn tặng kiểu bán lẻ nha. Đó, một ký bao nhiêu đấy, hiện tại trên thị trường người ta bán một ký hình như một hũ một ký là 100.000 đó, nhưng mà toàn sẽ bán theo kiểu anh em nào mua cây của toàn thì toàn sẽ bán giá rẻ giá mềm cho anh em nha, chỉ bán cho những anh em nào mua cây bán giá rẻ thôi, còn anh em nào mua riêng lẻ nó sẽ khác nha. Đây là toàn đang đóng gói, còn cái hàng mà kích rễ thì toàn đã đóng gói đã có sẵn rồi, rất là nhiều anh em đang dùng của toàn rồi nha. Hàng đặc quyền nên toàn không có bán trên Facebook, bán đại trà, anh em hãy xem YouTube anh em sẽ biết anh em mua nha. Rồi toàn xin phép xuống video nha, chào tạm biệt cả nhà mình nha, chúc cả nhà mình buổi chiều thật nhiều vui sức khỏe nha.